Chiều hôm nay thì toàn đội U13 sẽ đã giao hữu tại sân Sông Lam Nghệ An. Hiện tại bây giờ là 2 giờ 30 phút. Cả đội bắt đầu di chuyển. Ba giờ thì cả đội đã đến sân Sông Lam Nghệ An, sân tập số 2. Đây là trận đấu giao hữu giữa U13 TTVH và U13 của Sông Lam Nghệ An. Ok. Anh thấp quá nhá. Bên này cái thái này thấp. Thấp đi. Thấp. Anh kiểu mới trù mỗi câu cá một được một quái không rõ rồi. Lấy cây. Đổi cho Hoàng đi, cảnh như là tên về luôn. Cảnh à? 2 4 ơi. Bóng nó chuyển hướng đi em.
nó mới xoáy vào đó, người ta đưa ra tút lại, tút lên dưới đó. Tút lên dưới, à, hứng tút. Quân nó đứng được mặt chứ. Để lên đi quân. Quân nó nở về đó rồi. Tụ đông sống nào. Thời điểm nào đó vấn đề này, cái thời điểm nào đang lại tụt hơi này. Tốt. Phải lên. Đúng chứ. Đang chuyển hướng chứ. Đang đặt kích cây. Cảnh. Đổi chân hoang đi. Cảnh như là tên về luôn. Cảnh à. Hai. Hơi. Quấn ơi. Bóng nó chuyển hướng đi em. Nó mới xoáy vào đó, người ta đưa ra tút lại, tút lên dưới đó. Tút lên dưới, à, hứng tút. Quân nó đứng được mặt chứ. Để lên đi quân. Quân nó nở về đó rồi. Tụ đông sống nào. Thời điểm nào đó vấn đề này, cái thời điểm nào